thích. Hàng to rồi, nhìn xem hàng to rồi. Lúa lục kinh kìa. Cây này vừa nãy chuyển bằng cách nào? À, vẫn để trên xe nhỉ? Máy cho xe lên rồi. Ôi, cái dâu đẹp ạ. Lại làm phiền tí. Nhiều quả quá. Quả nhiều không? Dâu này có nhiều tiền không? Chỉ dưới em rồi. Chỉ dưới này. Còn cây này ghếm nhỉ? Chịu. Nó to lắm ấy nhá, đùa đâu. Gỗ nó rất là chắc, xương cá. Gỗ chắc, nó rất là chắc thì người ta mới lũa, lũa tươi và có cả phần khô người ta được lũa tươi. Dâu tằm. Tất nhiên là dâu tằm thì đẹp cũng rất là có giá, nhưng mà nhiều người ta kiêm chơi bởi cái tên của nó thôi, cái tên tiếng Hán của nó thôi, chứ còn chơi là đẹp chứ tất. Chơi to lắm, chơi là đáng mua ở chợ này. Tất nhiên là về giá cả thôi. Từ bé thì chỉ có cây 25 nhưng mà nó vừa mắc thôi. Đẹp quá, xin cảm ơn cả chủ. Lại sang bên Liên, đây cái gì đây nhỉ? Ra đó. À, đây là cái xăng dầu. Xăng dầu. Ra đó. Ngoài một số thôi bác ạ. À, Thanh Châu này. Hàng hàng núi đây. À, nó cũng trên chậu rồi nhưng mà ý là cái trồng trồng chậu như trồng bãi. Chân này con bẻ nó mới đi ra. Chỗ này thì không hỏi giá nhiều, quay thôi. Các bác mua được thì cũng ra mà xem, người ta cũng có ngồi để khuyên là ra. Và hỏi giá nhiều nó loạn. Quay để biết có gì không? Không cả chợ như nào. Các bạn thế, chứ các bác cứ bảo là không hỏi giá gì hết. Hỏi nhiều quá nó mệt. Canh Châu nhiều tiền không ạ? Canh Châu 3 tiền ạ. Vừa bán cho vợ chồng và kia cái gì nhỉ? Hành xanh gì? Nhà ông ấy ở đâu cho quên không? Bán đi. Xin lão ra đây. Mua để bán hay mua chơi? Không, thì vợ chồng nó ham chơi lắm. Không, ý là mua để chơi thôi chứ, không chơi mà. Khi nào cũng
có hai vợ chồng hai vợ chồng ăn đâu có Bình Gà đúng không? Hôm rồi bảo quên mất chỗ nào đấy, bên này ra đây giờ thấy sáng sủa nhỉ. Vậy ấy bảo quay nó một nó bảo chân cái thầy cánh chúng tao chiêu cái hồng không ạ? Ông vân khôi hay cái gì? Cái này nghệ thuật. Cái này để chỗ nào không bà có thấy được nhỉ? Bạn vừa để vừa nói trong cái bao hiểm. Cây cây này chắc dễ dễ hơn. Nào múc cùng nào cho bán thế. Con này thì bao nhiêu? Con này thì bao nhiêu? Con này 6 triệu. 6 triệu. Năm liền đấy. Trước khoa lấy cây to to đúng không? Đây. Khoa lấy cây điền trực ở đây này. Ừ. Đây là khoa. Ừ, khoa Hải Dương. Không phải Hải Dương mà bên Hoàng Mai. Ở chỗ Hoàng Mai á. À, mua nhà đấy ở nhà à, chính quê ở Hải Dương. Nhưng hôm nay mua nhà ở Hà Nội. Quận Hoàng Mai. Nhà có điều kiện lắm. Quận Hoàng Mai. Mua điều kiện mấy cây mấy chục triệu. Mua cây già. Một cây to được. Mua loại bán mà chỉ mua cái to cái nhỏ mấy cái to còn cái kia bao nhiêu đủ quả vài trồng 12 tháng gửi 2 cây cho đấy vời xui tháng gửi 2 cây đấy vời vợi xa vời vợi đẹp này mà chả ai chưa được gặp được ý chung nhận nghiên cứu cái này cây này mà là điền thì cũng có tiền đấy cây điền nhiều tiền chả cứ được. Vâng. Và nó đẹp là nó đúng rồi, thì quê thì người ta ngại làm thôi. Bo sẹo nó lâu hơn. Ngại nước béo. Đó, chỗ này nó đã ngập rồi. Chỗ này nó ngập. Ngập tốt phết đấy. Đấy. Cái này phải cho sang cái chậu khác nhìn nó nổi hơn. Chậu này hơi cho nên cái chậu mỏng nhìn nó sáng cây hơn. Chỗ này một hàng hai cây này là được rồi. Giờ là ngồi ngay ngồi đến chiều chứ không ngay khi cuối tuần rồi cuối tuần chở nhiều cây ít cây này về đẹp đấy này có mấy cây đẹp. Ừ, đây là hàng rừng đấy. Cơm nguội. Cây cơm nguội. Cơm nguội và ấp chăm. Tôi làm đây. Tôi làm bánh khúc đây. Rừng nhất. Đa nhất. Cục lăn củ lóc này. La hán, tùng la hán. Vời nó chả chịu bán gì nhỉ, cứ đi lang thang nhỉ. Đi chợ đi không đi thì thôi, đi bán hàng bỏ. Thôi bỏ đi quá. Khách tìm kiếm chủ thì chết mệt. Ừ. Là kia chắc kiếm được hơn. Cái này dạ. Cái này á?
Đấy mình dám mềm thôi. Để nghiên cứu cũng làm ở ngoài tự nhà nữa. Bán cái gì đấy, cái gì đấy? Cái... đầu bên kia. Để cháu ra khu vực cuối cái đã. Cuối tuần cháu vào chơi. Ở chỗ vào điện đấy. Lâu lắm chưa vào được.